Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game MU. iOS tạo tài khoản. Thì trước tiên chúng ta phải vào trang web để mà đăng ký tài khoản ha. Đây, đăng ký. Ví dụ như là 11. Rồi địa chỉ email. Rồi mật khẩu là 123456 hả? Đó, bạn đăng ký ở đây thì nó sẽ nhanh hơn. Nhanh hơn đăng ký ở ngoài này. Ở ngoài này đăng ký nó hơi bị lâu ha. Cả nhà yêu 11123456. Rồi, đăng nhập tài khoản. Đó, nhanh gọn lẹ liền. Vào game liền. Đó, quá đẹp, trời ơi, quá đẹp đó. Wow, quá là sexy lady. Được chứ, game mặc đồ mát quá. Nhìn đấy là mát liền luôn á, mát cái con mắt luôn á chứ. Đấy, rồi anh này là đấu sĩ. Đấu sĩ thì sử dụng ma pháp hoặc là năng lượng. Năng lượng thì có thanh kiếm này đúng không? Ma pháp thì chơi bằng tay hay bằng gậy gì mà. Rồi thuật sĩ. Thuật sĩ này thì sở hữu nhân vật trên 3 chuyện có thể tạo. À, ok man. Rồi, bây giờ muốn 3 chuyện thì chúng ta sẽ chơi nhân vật này nha. Đó. Trời ơi, nhìn kìa. Quá trời, quá đất. Ngày xưa tụi mấy gái là tụi chơi mấy nhân vật này rồi. Vô game. Đây là phiên bản cày cuốc lâu dài nha, chứ không phải phiên bản chứ không phải là một phiên bản cái gì ta gọi là cái gì, không phải là một phiên bản cái đó gọi là cái gì tự nhiên quên mà nữa rồi. Đây là phiên bản cày cuốc lâu dài chứ không phải là cái phiên bản vô là full hết này nọ ha. Ừ đúng rồi, nhớ ra rồi. Đó, làm nhiệm vụ ở đây là cái gì đây? Đá hồi sinh hả? Ok, mặc cái áo vô và chạy nhiệm vụ. Trong khi để nó chạy nhiệm vụ, chúng ta đến với thông tin server ha. Đây, đó, mô chu tước này, up bên server 3. Đó, vào 9 giờ ngày 27 tháng 8 2022. Tải game nè, có Android và iOS luôn ha. Đấy, có iOS thì nói là có iOS. Còn iOS tải mà tốn phí hay là anh em không biết cài thì nhắn tin với admin. Đấy, đó là điều rất là đơn giản. Bên heo không có mở game ha. Mấy chú... thôi không bàn với anh em iOS nữa, chán lắm. Group Zalo, đây. Rồi, Free VIP 3 có tân thủ nhận 1 triệu kim cương khóa. Sự kiện loan tin like share. À, comment phần quà là quy chương anh xếp nhân 50, 5 cái quả sức mạnh cao 200 quả, sức mạnh nhanh nhẹn cao 200 quả, trí lực cao 200, quả thể lực cao 200 ha. Sự kiện đua top 7 ngày, top cấp độ, top diệt boss, top 5 ngày, top tiêu phí, hoàn trả kim cương nè ha. Đó. Tỷ lệ đổi kim cương là nhân 15 nha các bạn. Các event nhận thưởng diễn ra xuyên suốt trong quá trình mở game. Các event xuyên suốt trong game: đấu trường quỷ, nguyệt lâu, hành chiến Roland, ảo cảnh địa cung hoang mạc, đấu trường vua BK, liên server đến Kalima gì các kiểu nè. Thể loại game mobi, đồ họa cực đẹp, full Việt hóa 99% ha. À, đây có hướng dẫn cho anh em iOS nè. Rồi đây gì đây, Open X2. Đó, rất là nhiều luôn. Đây đây đây, rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Có tân thủ hả, chúng ta nên đây có sự kiện gì đây, event ngày hả. À, event ngày, phúc lợi. Đó, phúc lợi ngày, phúc lợi tháng, đăng nhập hàng ngày. Gì đây?
Ok, đã bằng đây rồi, trang bị tiếp online. Dạ, đồ giám hả? Ok nè. Trời ơi, chạy nhiệm vụ thì chạy đi, tao đang coi đồ mà. Thì chứ tối chúng ta. Ok, sức mạnh đồ chưa đủ hả? Rồi để đó đi. Rồi bây giờ chúng ta đi nhập code nha. Code thì ở đây thì anh em bấm vào cái chỗ nạp đầu nè. Đó. Rồi anh em bấm vào nạp, anh em bấm vào bất cứ chỗ nào hả? Đó, đây là tài khoản của chúng ta nè hả? Đây là cái nơi để nhập code. Nãy có nhắn tin nhắn pin rồi, các bạn làm theo hướng dẫn để mà nhận code like xe hả? Còn không thì chúng ta sẽ nhận cái code này. Server. Ok, đã nhận được quà. Rồi đang đánh cái này luôn, sao gửi được, sao mà đỡ được, thấy là hết đỡ rồi. Còn VIP thì chúng ta có VIP 3 nè hả, đó, phiên bản cây cuốc nên là chơi lâu dài là ha. Ok, phải bấm cái này mới ra được ngoài các bạn, không thì nó đứng đây tính tết luôn á. Rồi anh em vô cái chỗ à, mở cái cánh nữa. Ok man, nhân vật mở cánh, bỏ qua mặt. Rồi đây ta bấm vào khác, có hư nè đó. Rồi cắn hết cái đống này, ta sẽ có cho mình được 1 triệu kim cương hả, vì quỹ đầu tư thời gian. Rồi event server mới, vì event 7 ngày. Ok, 7 ngày. Rồi phúc lợi, quà online, sự kiện có gì đây? Này là chen đúng không ta, nhận được đổi quà trong sự kiện thu thập tốn nguyên liệu à. Đủ cái này là chúng ta sẽ nhận được kim cương với lại vé A-Ship nhân 10 ha. Đây là quà đăng nhập, quà thu thập. Quà thu thập thì chắc phải đánh boss hoặc chen rồi event rồi cái kiểu rồi. Nạp mỗi ngày, này nạp tích lũy, vua nạp đó. Rồi tiêu phí, đó, quà tiêu phí, nhận đồ rất là nhiều. Rồi vua tiêu phí nữa ha, đó. Rồi chúng ta sẽ vào shop, đây shop game. Shop này kim nguyên bảo hường. Đây, kim nguyên bảo khóa, có A-Ship nhân 5 nha các bạn, đó. Ok, ồ, thôi, lấy 10 cái thôi. Ok, ấy 10 cái thôi. Đây, lấy 5 cái cũng được, không cần 10 các bạn ơi. Đó. Rồi đá ngọc hỗn nguyên, rồi ấn ký. Ok. Ta cũng phải cái gì á? Bet. À, phiếu chúc phúc, triệu hồi bet nữa hả? Ok, có cái này thì chơi được rồi. Ngon lành rồi ha. Có cái này chúng ta có thể đi triệu hồi bet hoặc là triệu hồi trang bị nè. Trời ơi, nhớ ngày xưa phải lần nhiêu ạ? 50 thôi. Rồi ngoài ra thì like xe thì chúng ta sẽ được code. Không biết cái code like xe đợt trước heo có làm có code like xe, không biết là code nó có giống nhau không đây. Hy vọng là giống nhau ha. Ok, nhập code nó đã hết số lần rồi các bạn. Tiếc dễ sợ luôn vậy đó. Vào fanpage Litter, vào group Litter, nạp ATM Momo khuyến mãi 30% hả? Ok, em đang ở X2 nha các bạn ơi. Vòng quay, mở vòng quay, kim cương hả? Ok man, thì phải chạy nhiệm vụ lên level cao, sau đó chúng ta mới đi đánh boss, đánh biết rồi được các bạn. Đây có cái top. Có chưa? Đây, có. Trời ơi, level 50 chúng ta mới có thể đi tôn thờ cái đó được nữa chứ. Thiệt luôn á. Lâu lắm mà mới thấy lại một cái phiên bản cày cuốc hả.
chơi phi hộp gài, nhiều anh em cứ than là hư hao này nọ. Ồ, đẹp ghê không? Trời ơi, nhân vật đã ốp. Ủa, ốp là không có xem được hả? Đậu xanh đó. À, cái hàng này, ô, đang online hả? Đây, VIP 10 nè các bạn. Chuyển 11 level, level 100 hả? Ủa, sao không chuyển là 12 ta? Thực chiến là 2, 4, 6, 7 triệu 4 hả? Đó. Bét thời trang đồ. Thì đây, nhân vật tinh hồn. À, ok. Ủa, cái cánh này, cái lông vũ này, ủa, cái lông vũ này mua ở trong shop nào ta? Ô, ui, mấy cái lông này có nhiều dữ hả? Ôi ơi, ngon ngon ngon. Đó, chuẩn bị lên cánh cấp 2 nè ha. Đó, cái cánh này cánh bao nhiêu vậy ta? Hình như là max cánh 20 hay bao nhiêu á? Ôi, sao nhiều vậy? Cánh 30 luôn các bạn ơi. Wow. Ok ok nha, max cánh 30 luôn. Đó. Rồi, thì anh em nào có chơi thì có thể tải về ha. Cái này thì chúng ta phải chạy dịch vụ rồi. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.